Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học EdX và chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EdX học và làm bài tập như thế nào. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau bàn luận về một cái vấn đề trong bộ môn khoa học hạnh phúc nhé. Trong các video trước của mình ấy, thì mình cũng đã phân tích về cái khoa học nó dựa trên cảm xúc là gì rồi đúng không ạ? Có thể trong video này mình sẽ nhắc lại cho các bạn một chút về cái nội dung cái khoa học của cái hạnh phúc mà bắt nguồn từ cảm xúc là như thế nào. Đó, thì mình cũng đã từng nói rằng là hạnh phúc nó bắt nguồn từ trong cảm xúc, và cảm xúc nó đến từ đâu? Cảm xúc đến từ chính là từ ngũ quan, là từ mắt này, mắt là thị giác này, mũi khứu giác, tai là thính giác đúng không ạ, lưỡi là vị giác này, và da là xúc giác, đó là năm ngũ quan. Ngoài ra thì nó còn thông qua một cái có thể nói là cái giác quan thứ sáu nữa, và cái giác quan thứ sáu này nó chính là cái sự tưởng tượng của chúng ta. Cái sự tưởng tượng này nó chính là tưởng tượng về ngũ quan đó ở trong đầu. Bạn tưởng tượng rằng bạn nhìn thấy một cái gì đó đẹp, bạn tưởng tượng bạn được ăn một món ăn ngon, hay là bạn tưởng tượng bạn được nghe thấy một cái giọng nói trầm ấm mà các bạn thích, các bạn đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đúng không ạ? Đó chính là cái sự tưởng tượng về ngũ quan. Đó là cái hạnh phúc đến từ trong cảm xúc. Thì cái hạnh phúc mà đến từ trong cảm xúc ấy, nó chỉ là cái nó là cái diễn ra bên trong con người chúng ta đúng không ạ? Cái cảm xúc mà thì nó là diễn ra chính bên trong con người chúng ta. Vậy thì hạnh phúc liệu có đến được, có bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài tác động vào chúng ta hay không? Đó, thì mình cũng xin trả lời luôn, đó là có. Hạnh phúc nó chịu tác động, chịu ảnh hưởng những yếu tố bên ngoài. Một cách tổng quát nhất ấy, thì mình có thể đưa ra một cái kết luận, đó là nó chịu tác động của nhân sinh, muôn loài và vạn vật. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về cái hạnh phúc nó chịu tác động của nhân sinh là như thế nào. Đó, nhân sinh ở đây chính là con người với nhau đúng không ạ? Chính là các mối quan hệ giữa con người với con người. Vậy thì trước tiên cái mối quan hệ của con người với con người trước tiên nó là gì? Nó chính là cái mối quan hệ mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng có. Đó là một mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với chúng ta đúng không ạ? Đó chính là mối quan hệ trong gia đình. Vậy thì các mối quan hệ trong gia đình ấy nó có ảnh hưởng như thế nào, và nó có cái tác động như thế nào đến hạnh phúc của mỗi chúng ta. Đó, thì cái mối quan hệ, các mối quan hệ trong gia đình ấy, nó cũng ảnh hưởng một cách theo như mình nghĩ là nó ảnh hưởng một cách khá là sâu sắc đến cái hạnh phúc của mỗi người. Mình sẽ lấy một ví dụ như thế này đi. Ví dụ như là bạn sinh ra trong một gia đình mà gia đình đấy không êm ấm, không hạnh phúc, bố mẹ thì suốt ngày cãi nhau, anh chị em này, rồi những người thân trong gia đình, trong họ hàng lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn, không đoàn kết với nhau. Đó, thì các bạn lúc đấy liệu các bạn có cảm thấy vui vẻ không ạ? Và so với một gia đình mà khi mà các bạn được sinh ra trong một gia đình bố mẹ có học thức này, rồi trong một cái mái nhà mà êm ấm hòa thuận, đấy, kính trên nhường dưới, bố mẹ anh chị em tôn trọng lẫn nhau đúng không ạ, hạnh phúc vui vẻ hàng ngày, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Rất là happy đúng không ạ? Rất là vui vẻ và happy rồi. Vậy thì với những người mà sống trong một cái mái ấm gia đình, sinh ra trong một cái mái ấm gia đình nó không được đầm ấm, không được bình yên chẳng hạn, vậy thì nó sẽ có tác động như thế nào đến hạnh phúc của người đấy ạ? Chắc chắn là nó sẽ có một cái tác động tiêu cực rồi đúng không ạ? Theo như mình được biết ấy, và cũng theo như mình tìm hiểu và theo như khoa học người ta đã chứng minh được rằng ấy, là con người mà cụ thể nhất chính là trẻ em rất dễ học được những cái thói quen, hoặc là rất dễ có những cái hành động bắt chước theo hành vi của người lớn. Bạn có thể là hay để ý đến những cái đứa trẻ là bé bé ấy, thì nó sẽ nhìn vào những cái hành động, những cái cách cư xử của người lớn trong gia đình của mình để nó học theo, và nó biến cái đấy thành cái hành động của nó, hay là gọi là nó bị phơi nhiễm bởi những thành viên trong gia đình ấy. Đó, nếu mà kể cả đấy là mình mới nói là trẻ nhỏ nhá, còn con người bất kỳ ai cũng đều có cái xu hướng đó, tức là người lớn cũng có thể, mà có thể là chúng ta bị phơi nhiễm, chúng ta dần dần chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái hành vi đó mà chúng ta không biết mà thôi. Đó, thì nếu mà bạn sinh trong một gia đình mà không hạnh phúc, không bình yên, không vui vẻ, rồi bố mẹ suốt ngày cãi nhau, anh chị em không hòa thuận cãi nhau ấy, thì các bạn sẽ học được những cái tính cách như thế đúng không ạ? Và lâu dần ấy, nó sẽ tích tụ lại và nó sẽ
khiến cho bạn có những cái suy, có những cái lôi lối suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Mà khi mà chúng ta đã có những cái lối suy nghĩ nó không được tốt, nó diễn ra ở trong đầu chúng ta rồi ấy, thì chúng ta liệu sẽ có hạnh phúc, chúng ta liệu có vui vẻ được không ạ? Chắc chắn là không rồi đúng không? Các bạn thử nghĩ xem nào. Bây giờ mỗi sáng thức dậy nhé, thay vì là các bạn được chúc chào một ngày mới đến từ bố mẹ mình và có một cái bữa sáng đàng hoàng tươm tất chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi, các bạn thức dậy các bạn chỉ việc ăn thôi, so với một người mà sáng dậy vừa mới mở mắt rụng mắt mở mắt ra cái đã bị bố mẹ chửi tới tấp đó, xong rồi ăn những cái trận đòn roi liên miên, các bạn có vui được không ạ? Chắc chắn là không rồi đúng không ạ? Nó sẽ mang đến những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực để cho các bạn. Vậy thì có những bạn sẽ nói rằng nếu vậy thì cái hạnh phúc đó mà đến từ những cái bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ trong gia đình ấy, thì nó sẽ là cái sự may mắn đúng không ạ? Nếu như bạn may mắn bạn sinh ra được trong một cái gia đình đầm ấm hạnh phúc thì bạn sẽ có được cái hạnh phúc. Còn nếu như mà bạn mà sống cho được sinh ra trong một cái gia đình bố mẹ hay cãi nhau, không đầm ấm, không yên vui, không hạnh phúc thì chắc bạn sẽ phải đau khổ đúng không ạ? Thì cái đấy cũng là một phần thôi. Và ở trong những video trước thì mình cũng đã có nói đến cái mô hình đó chính là We Web đúng không ạ? Cái We đầu tiên là cái W, cái W đầu tiên đó chính là Will, đó chính là cái gì ạ? Ý chí. Cái E đầu tiên đó là Ethics, đạo đức đó. Cái We, cái W thứ hai nó chính là cái W thứ hai đó chính là cái Will Power. Và cái E thứ hai ấy, cái E thứ hai nó chính là emotion, đó là cảm xúc. Và xin lỗi các bạn, cái vế kép đầu tiên đó chính là cái wisdom nhá. Wisdom đó chính là sự minh triết đấy. Cái E, mình nói đến cái E thứ hai rồi không? Thì cái E thứ hai ấy, nó chính là cái emotion, nó chính là cảm xúc. Cái B là body, tức là cơ thể mình ấy. Và cái cuối cùng, cái S là soul, là cái linh hồn. Đấy, nó còn phụ thuộc vào những cái yếu tố đấy cơ. Nên là nếu như bạn nào đang có cái suy nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nên mình không hạnh phúc, và những người may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc ấy, đó chưa chính xác đó. Vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào để mà những bạn hoàn toàn có thể sinh ra trong những gia đình mà không được đầm ấm yên vui mà vẫn có thể có những cái lối suy nghĩ tích cực được đúng không ạ? Chắc chắn là không một ai có thể tự lựa chọn được cái hoàn cảnh gia đình của mình lúc mới sinh đúng không ạ? Và cũng không một ai có thể là lựa chọn được bố mẹ của mình, họ hàng, anh chị em của mình rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải như thế nào để khắc phục được khi mà chúng ta phải sinh ra trong những cái gia đình mà không đầm ấm, không hạnh phúc ạ? Đó chính là cái wisdom về kép đầu tiên mà mình nói đến ấy, đó chính là sự minh triết. Chúng ta cần phải có nhận thức, chúng ta cần phải có hiểu biết về cái vấn đề đó, về cái việc rằng là chúng ta đang sống trong một cái gia đình như thế này, chúng ta biết được cái tác hại của nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải có cái hiểu biết, có nhận thức về nó để tránh xa, không để cho bản thân mình bị cuốn theo những cái hành vi đó, không để cho bản thân mình xuất hiện những cái lối suy nghĩ tiêu cực như thế. Thì cái việc mà đầu tiên và cũng là cái mình đứng thứ nhất, đứng ở vị trí đầu tiên trong cái quy web, đó chính là cái wisdom, đó chính là cái sự minh triết. Chúng ta cần có nhận thức, chúng ta cần có hiểu biết. Chúng ta cần phải có ở đâu ạ? Nhận thức và hiểu biết ở đâu ạ? Tìm tòi, học hỏi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được cái wisdom đấy. Đó, vậy thì nếu mà chúng ta chỉ có cái sự nhận thức, chỉ có cái hiểu biết đấy mà chúng ta không có cái quy thứ hai, cái viên kép thứ hai, đó chính là cái will power, chính là cái lý trí ạ, thì chúng ta có thể làm được không ạ? Rất là khó. Có nhiều người biết rằng sự việc như này là sai, sự việc như kia là đúng, nhưng không có ý chí để làm, nhưng mà không làm được đâu. Thì những người đấy là những người không có ý chí. Vậy thì chúng ta phải rèn luyện như thế nào? Wisdom, will power, ý chí, chúng ta phải rèn luyện như thế nào? Và chỉ có một cách hữu hiệu nhất để chúng ta có thể rèn luyện được cái ý chí của bản thân mình, đó chính là bạn phải trải qua tất cả những cái cay đắng ngọt bùi, trải qua tất cả những cái khó khăn,
mà bạn cũng vượt qua được ấy. Cái ý chí của bạn lúc đấy nó cực kỳ mạnh mẽ, và đó là cái cách hữu hiệu nhất giúp cho bạn có một cái ý chí mạnh mẽ như vậy. Chính vì lẽ đó nên là những người mà sinh ra trong một cái gia đình không đầm ấm, không hạnh phúc, cũng đừng có một cái suy nghĩ tiêu cực, mà hãy lấy cái đó chính là cái khó khăn thử thách mà các bạn gặp phải. Nếu mà bạn trải qua được rồi, mình có thể tin chắc chắn rằng các bạn sẽ có một cái ý chí mạnh mẽ. Nếu mà các bạn trải qua rất là nhiều những cái khó khăn sóng gió, các bạn trải qua rất là nhiều những cái đau khổ, các bạn trải qua rất là nhiều những cái cám dỗ, các bạn trải qua được, các bạn vượt qua được, thì mình tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ có một cái ý chí cực kỳ mạnh mẽ và sẽ có những cái suy nghĩ tích cực. Tức là gặp cái vấn đề gì cũng suy nghĩ tích cực được, gặp một cái khó khăn gì cũng có thể suy nghĩ tích cực được. Đó, thì là cái việc mà sinh ra trong một cái gia đình như thế, nó lại chính là những cái may mắn đối với những người mà có suy nghĩ tích cực, đúng không ạ? Còn những người mà luôn có cái suy nghĩ tiêu cực, có cái tầm hiểu biết hạn hẹp ấy, người ta sẽ luôn suy nghĩ rằng mình thật là đen đủi, mình thật là không may mắn khi phải sinh ra trong một cái gia đình như thế, đúng không ạ? Nhưng mà với một người mà có cái suy nghĩ tích cực, có cái tầm hiểu biết, có cái sự minh triết wisdom đó, thì người ta sẽ coi đó là một sự may mắn. May mắn vì có những cái thử thách đấy giúp cho bản thân của họ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Vậy thì các cái mối quan hệ trong gia đình nó có một cái ảnh hưởng đối với hạnh phúc của bản thân mình, nó sẽ tùy thuộc vào cái nhận thức và cái hiểu biết của chúng ta như thế nào mà thôi, và nó sẽ đưa đến cái suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực, từ đó dẫn đến cái hạnh phúc, người đó sẽ hạnh phúc hay là đau khổ, đúng không ạ? Thì vừa rồi là mình đã phân tích và làm rõ về cái hạnh phúc mà nó bị tác động, bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ trong gia đình. Vậy thì các mối quan hệ khác thì sao? Các mối quan hệ bên ngoài gia đình thì sao? Người với người, bạn bè, đồng nghiệp, thầy giáo, thầy cô giáo, vân vân, đúng không ạ? Mối quan hệ tình yêu, vân vân, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc? Thì ở trong video sau chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cái vấn đề này sau nhé. Ok. Và cái video ngày hôm nay của mình ấy, nói về cái chủ đề đó là hạnh phúc bị ảnh hưởng như thế nào đối với các mối quan hệ trong gia đình. Đến đây xin phép kết thúc và cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye.